Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Bên mình có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để dưới đường link dưới phần mô tả video nha. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ inbox bên trang fanpage, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mọi người. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 0608748, số thứ ba là 0585350. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành là 3 tháng 1 đổi 1 đối với hàng chính hãng nha. Sách tay sẽ là 1 tháng 1 đổi 1. Qua thời gian 1 đổi 1 thì mình vẫn hỗ trợ cho mọi người sửa chữa. Anh em nào ở xa muốn mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship. Bên mình ship hàng cho kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có ship nhanh nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đặt hàng thì tầm 1 tiếng là nhận được máy thôi. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc Samsung 15W nha. Tất cả các máy bán ra đều như thế. Có những máy có tai nghe và một số máy thì không được hỗ trợ tai nghe. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cái iPhone 12 mini nha. Con này nó vỏ xấu nè, nhưng mà máy zin, nói chung chức năng là full. 128GB 12 mini. Giá bán của bên mình là 6.250.000 nha. Pin thì còn 84. iPhone 12 mini 6.250.000. Nút lưng máy hơi xấu tí. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Con này thì hàng chính hãng vẫn còn bảo hành. Máy thì đẹp keng 99. Con này màu trắng sữa nha, màu trắng sữa. Có được úp lưng nè. RAM 8128 nha, giá bán quên mình là 10.650.000 nha. Đây, Samsung Galaxy Z Flip 3, hàng chính hãng, 10.650.000 nha. Samsung Galaxy Z Fold 3, cũng hàng chính hãng, bảo hành tháng 1/2023. Con này thì màu xanh rêu nha, nhưng mà ngoại hình con này nó hơi trầy. Đây, nó hơi trầy nha. Z Flip 3, ngoại hình nó cũng hơi trầy nha. Cái này giá cực kỳ tốt, 19.850.000 nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 hàng công ty, 19.850.000 Z Flip 3 nha. Màu xanh real. Z Fold 3 chứ mọi người, sorry nha. Z Fold 3 cũng hàng tháng 1/2023. Máy thì nó hơi trầy, đây mình quay chi tiết cho mọi người luôn nha. Hơi trầy. Nó hơi trầy nha. Hàng chính hãng vẫn còn bảo hành. RAM 12 bộ nhớ 256 nha, Z Fold 3. 19.850.000. Nokia C20. Máy này đẹp keng. Con này màn hình đẹp lắm nha mọi người, màn hình ra khá là đẹp nha. C20. Một con máy pin cực kỳ trâu bò, màn hình khá là to luôn. C20 nha, 1.450.000 nha. Giá trị trái 1.450.000 thôi. Máy thì nguyên zin, ngoại hình đẹp, hàng chính hãng nha. Samsung Galaxy S20. S20 thì giá bán của bên mình là 5.650.000. S20 5G nha. Mình có màu trắng nè, màu hồng, màu đen nữa nha. S20 phiên bản 5G. Samsung M51, con này vỏ nó hơi xấu xí nha. Đây, M51 pin tới 7.000. Giá bán của bên mình cây này là 4.450.000 M51 nha. Samsung Galaxy S20 Ultra. Hôm tra thì mình về hàng được 3 cây nha. S20 Ultra về hàng được 3 cây. Có 3 cây thôi nha mọi người. Hôm nay thì được 3 cây. Máy đẹp nha. Tầm 98, 7.650.000 nha. S20 Ultra về được 3 cây, 7.650.000. S20 LED 5G, hôm nay mình về được vài cây nha. Màu xanh nè, 6.400.000 nha. Hôm nay còn 6.400.000 màu xanh, xanh dương, xanh ngọc nha, và màu đỏ.
màu đỏ nha. Samsung Galaxy Note 20 nha, RAM 8 256 3811 2022. Còn hàng được vài tháng nữa nha, máy thì còn đẹp keng 99 luôn, full box. Giá bán là 9 triệu 2 nha. Note 20. Xiaomi Redmi K30 5G. RAM 6 của nhớ trong 64, giá bán là 3 triệu 350.000 nha, K30 5G. Con này bữa có anh em nào hỏi mà mình quên mất nha. Máy thì đẹp 98 nha. K30 5G. Xiaomi Redmi Note 9 nha. $2.850.000 full box. Redmi Note 9. Cái này là cái Vivo Y55 nha, mình có màu trắng và màu xanh, máy đẹp, giá bán là 4 triệu nha. Vivo Y55. Vivo Y53S nha, con này RAM 8GB, máy cũng đẹp keng nha, giá bán của bên mình là 3.750.000. Y53S nha. Poco X3 Pro, RAM 8 256, máy đẹp 98, 4.4 triệu, X3 Pro. Oppo Reno 7 5G nha, máy đẹp keng, 9.250.000. Reno 7 5G. Con này là con Vivo IQ Neo 5 Lite nha, con này chạy chip Snapdragon 870. Giá bán của bên mình là 5.350.000 nha, mình giảm giá còn 5.350. Chip 870, giá cực kỳ tốt. Samsung S20 FE, RAM 8 128, 7 triệu nha. Vivo Y53S nha, cây này nó hơi trầy, giá bán là 3.450.000. Y53S. Tecno Spark 7T nha, con này pin trâu bò, RAM 4 GB 64, máy hệ tầm 97, 1.950.000. Cây này là cây Realme 9 Pro, 4.700.000 nha, máy đẹp Realme 9 Pro, 4.700.000. Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11 Lite nha, máy đẹp 4.200.000, Mi 11 Lite này còn 4.200.000 nha. Xiaomi Redmi 9A, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, máy đẹp 99. Con này giá bán là 1.600.000 nha, Redmi 9A. Realme C25i, RAM 4GB, 2.600.000 nha, C25i, một con máy pin trâu bò. Xiaomi Mi 10T Pro 5G nha, RAM 8 128, máy đẹp keng, 5.700.000. Mi 10T Pro 5G, 5.700.000. Vivo, con này là Y72 5G, giá bán của bên mình là 3.500.000 nha. Y72 5G, máy hơi trầy nè, 3.500.000 thôi. Vivo V20, con này màn hình OLED, máy thì màn hình tầm 97 nha, giá bán là 3.400.000. V20 nha, chỉ có 3.400.000 thôi. Đây này là cây Vivo Y30, RAM 4 GB 64, 2.600.000. Y30 nha. Vivo Y21S, RAM 4GB 2850 và RAM 6GB là 3.000.000. Y21S nha. Camera thì lên đến 50 chấm lần nha. Realme 7 Pro, máy đẹp keng 99 nha, giá bán của mình là 3.750.000. Realme 7 Pro nha, máy đẹp keng 99, 3.750.000 thôi. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G, 6.700.000 nha, màu trắng, máy đẹp nha, Note 10 LED 5G. Oppo A54 3.000.000 nha, máy đẹp, A54 3.000.000, máy hơi trầy tầy thì tầm 2.850.000. Oppo A74, máy đẹp 3.850.000 nha, A74. Cái này là cây Mi 10T Lite 5G, máy đẹp nha, giá bán là 4.150.000, máy đẹp. Oppo A94 nha, RAM 8 128, 3.650.000, A94. Máy đẹp là 3850 nha, Oppo A94. Realme C17 RAM 6 128 nha, giá bán là 2.950.000. Realme 7i, máy đẹp nha, máy đẹp là 3350, còn máy hơi trầy nhẹ 3.000.000. Realme 7i nha, 7i thì RAM lên đến 8GB nha. Realme 8 5G nha, RAM 8, máy đẹp luôn, giá bán của bên mình là 3.850.000. Realme 8 5G.
iPhone 12 Pro Max nha. Con này thì pin 88, ngoại hình thì đẹp 98 nha. Máy thì nguyên zin, 12 Pro Max bản Mỹ. Bản Mỹ thì sẽ có 5G nha mọi người, 128GB. Giá bán của bên mình là 18.650.000 nha, 18.650.000. iPhone XS Max nha. Con này thì pin còn 83, màu đen. Giá bán là 7.450.000 nha. Ngoại hình thì cũng còn tương đối đẹp, tầm 98-99 nha. XS Max 64GB nha. 64GB. Màu đen, 7.450.000 nha. Con này là con Oppo A95, máy đẹp nha, A95. 3.950.000, Oppo A95 nha. Samsung A72, máy đẹp keng nha. A72 còn tương đối đẹp luôn. Màu đen, giá bán là 5.750.000 nha. A72, máy đẹp, 5.750. OnePlus 7 Pro nha. Con này thì nói chung là cái viền nó bóng, nó rất là dễ bị trầy. OnePlus 7 Pro nè. RAM 8256, chip 855 nha. 7 Pro, màn hình cong. Giá bán của bên mình là 5.700.000 nha. OnePlus 7 Pro 5.700.000. Realme 9 Pro, máy đẹp nha. Realme 9 Pro, màu mình có màu đen và màu bạc. Giá bán của bên mình là 4.650.000 nha. Realme 9 Pro nha. Realme 9 Pro 4.650.000 nha. Samsung A23 đẹp keng luôn, RAM 6GB. Giá bán là 3.850.000 nha. A23 RAM 6GB, 3.850.000, máy đẹp keng. Oppo Reno 6 5G, máy đẹp 6.1 triệu nha, máy chạy nhẹ 5.8 triệu, Reno 6 5G đây. Tùy theo tình trạng máy mà giá nó sẽ khác nhau nha. Reno 6 5G. Realme GT Neo, máy đẹp keng nha. Con này thì chạy chip Dimensity 1200 nha, GT Neo. RAM 8GB. Giá bán của bên mình là 4.650.000. GT Neo nha, 4.650.000. Samsung A73 5G, máy đẹp. Hôm nay thì sẽ còn giá là 7.450.000 nha. A73 5G, 7.450.000 thôi. Oppo Reno 5. Reno 5 nha. Oppo Reno 5, máy đẹp 98 như thế này, giá bán là 4.000.000. Reno 5 nha. Cây màu đen này thì hơi trầy hơn xíu. Giá bán là 3.850.000. Reno 5, 3.850.000 nha. Oppo Reno 4 nha. Cây này máy đẹp 98 nha, Reno 4. 3.750.000 nha, Reno 4. 3.700.000 thôi. Oppo Reno 4 nha, bên mình bán với giá là 3.700.000. Hôm nay mình có một cây Oppo, cây này là Reno 7 LTE, máy đẹp keng 99 nha. Giá bán là 5.800.000. Reno 7 LTE nha, máy đẹp 5.800.000 nha. Màu của hành hãng rất là dài luôn. Samsung Galaxy Z Flip 3, con này thì hàng sách tay nha. Hai sim, một sim vật lý và một eSIM. Máy thì còn rất là keng nha. Z Flip 3 nha, giá bán của bên mình là 9.850.000. Con này thì bản Mỹ nha. Xài được một sim vật lý và một eSIM. Máy thì ngoại hình còn keng nha. Galaxy Z Flip 3 9.850.000. Samsung Galaxy S20 5G, RAM 12128. Giá bán là 5.650.000 nha. Cây này thì chạy chip Snapdragon là 865 cộng. Oppo Find X3 Pro nha. Máy thì ngoại hình còn 98-99%. Find X3 Pro này thì hàng chính hãng, còn bảo hành tháng 1 2023.
màu bạc nha, 5X Pro. Giá bán của bên mình cây này là 10.850.000 nha, 5X Pro. Này giá rất là rẻ. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G bản 512GB. Giá bán chỉ có 7 triệu nha, Note 10 LED 5G. Con này là con Huawei P40 Pro nha, P40 chứ, Huawei P40 không phải là Pro nha. Huawei thì bây giờ nó không có cài được CarPlay nha, bên mình thì cũng không hỗ trợ cài CarPlay luôn. Con này kính cam nó có nứt một vết nhẹ thôi, nhìn không thấy, không ảnh hưởng gì hết nha, nhìn không không có ảnh hưởng gì tới hết. Cái này giá bán của bên mình là 6.550.000. Huawei P40 nha, 6.550.000 thôi. Samsung Galaxy Note 10 cộng 5G. Giá bán là 6.650.000 nha, con máy trời nhẹ nè. Hơi trời nhẹ, 6.650.000 thôi, Note 10 cộng 5G nha. Máy 98%. 6.650.000, máy 98 nha. Note 10 cộng 5G thì mình có được 3 cây. 6.650.000. Nokia 5.4 nha. 5.4 thì giá bán của bên mình là 2.350.000, Nokia 5.4. 2.350.000. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Máy đẹp nha. 13 triệu rưỡi, S21 Ultra 5G. 128GB, máy thì còn rất là đẹp, tầm 98 99 nha. S21 Ultra 5G, 13 triệu rưỡi nha. Oppo Reno 6 5G. Cái này máy hơi chạy nhẹ nha, tầm 98 thôi. Giá bán là 5.650.000, Reno 6 5G nha, 5.650.000 thôi. Khá là bèo luôn. Con này là con Oppo Reno 7 nha, LTE Reno 7, máy đẹp keng 99. Giá bán là 5.850.000 nha, Reno 7 LTE 5.850.000. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nha. Con này thì bản 2 SIM, 2 SIM vật lý. RAM 12 256 nha. Máy thì hơi trầy nhẹ, giá bán của mình là 10.850.000. Note 20 Ultra phiên bản 5G nha. 2 SIM vật lý. Con này là con Poco X3 Pro, RAM 8 256, máy đẹp. 4 triệu tư, còn máy Ken 99 là giá bán là 4 triệu 6. Samsung Galaxy M33 5G đẹp Ken nha, 4 triệu 850 nghìn. M33 5G, 4 triệu 850 nghìn nha, máy còn khá là Ken. Hàng công ty, bảo hành rất là dài luôn. Bảo hành rất là dài luôn nha. Samsung Note 20, con này ngoại hình nó hơi trầy, tầm 97, Note 20. Hàng chính hãng, 2 SIM vật lý luôn. 7 triệu 850 nghìn nha, Note 20. Samsung S21 Ultra 5G. Cây này thì máy đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình là 13 triệu, S21 Ultra 5G nha, 13 triệu. Hàng chính hãng, máy đẹp 98. VinMax Lite 4, RAM 6GB, giá bán là 2 triệu rưỡi nha. Máy thì còn keng 99, Lite 4. Samsung Galaxy Note 10 5G. Máy mà bút điều khiển chụp hình được thì giá bán là 5.150, còn bút không điều khiển được thì giá bán của bên mình là 4.850 nha. Samsung Galaxy S10 5G, RAM 8 256GB, máy đẹp 98, giá bán là 5.150.000 thôi. S10 5G nha, 5.150.000. Xiaomi Redmi Note 11S,
RAM 8GB máy đẹp 4,2 triệu. VinMark Aris. Aris thì RAM 8GB, giá bán là 3,3 triệu và RAM 6GB là 3,2 triệu, máy đẹp 99 nha, VinMark Aris. Aris thì chạy chip Snapdragon là 750, 730 nha, 730. Màn hình OLED nha. Camera chính thì tới 64 chấm, VinMark Aris. Samsung Galaxy A52s. Con này hàng chính hãng nha, máy đẹp 98, 5,2 triệu, hai SIM. Samsung A53 5G. Máy đẹp 98-99%. RAM là 8128 nha, A53 5G. Cây này thì giá bán của bên mình là 5,8 triệu. Samsung Galaxy A33 5G, máy đẹp keng 99 luôn. Cây này thì giá bán của bên mình là 4,850,000 nha. Galaxy S20 có màu hồng nữa nha, S20. RAM 8128, 5,650,000 thôi. S20. Oppo Reno 8Z 5G nha, con này thì mới vừa ra mắt thôi, giá bán là 7,150,000, máy đẹp 99, Reno 8Z 5G nha. Samsung Galaxy S20 Plus 5G, máy đẹp 6,400, 6,4 triệu. S21 Plus 5G nha. Samsung S21 Ultra 5G, cái này hơi trầy nhẹ nha, hơi trầy nhẹ, tầm 97-98 thôi, giá bán của bên mình là 12,5 triệu. S21 Ultra 5G 12,5 triệu. Note 10 Plus 5G, máy đẹp 98 nha, màu trắng, 6,7 triệu. Samsung Galaxy A72 RAM 8/256 nha, giá bán là 5,250,000, máy trầy nhẹ A72 nha. Xiaomi Mi 11T RAM 8/128, máy đẹp 98 nha, 5,8 triệu. Mi 11T thì chạy chip Dimensity ngàn 2, camera 108 chấm, màn hình OLED. Samsung Galaxy Note 20 5G RAM 8/256 7,1 triệu nha, máy thì có trầy nhẹ nha. Note 20 này thì nói chung nó chạy chip Snapdragon nha mọi người. Samsung S20 FE 2 SIM RAM 8/256 máy đẹp, tầm 98 nha, giá bán là 7 triệu. S20 FE nha, 7 triệu. Oppo Reno 6 5G máy đẹp 98, 5,850,000, Reno 6 5G. iPhone 12 nha, 64GB, pin thì còn 87, máy đẹp 98, 11,5 triệu. iPhone 12. iPhone 13 Pro Max hàng Việt Nam 128GB, pin 97 nha, máy đẹp 99, 23,950,000 nha, màu xanh, 13 Pro Max hàng Việt Nam nha. Note 20 Ultra, Note 20 5G chứ, cái này máy hơi trầy nhẹ, 7,1 triệu. Note 20 5G bản hàng nha, chạy chip Snap khá mạnh mẽ luôn. S21 Ultra 5G bản hàng, RAM 12/256 nha, máy đẹp 99, 12,5 triệu. Bản Hàn Quốc nha. Poco X3 Pro RAM 6/128, con này ngoại hình tầm 97 thôi, có hơi trầy hơi cắn tí nha, giá bán là 3,750,000, Poco X3 Pro. Samsung A53 5G vào tháng 5 2023 5,8 triệu, A53 5G nha. S21 Ultra 5G 2 SIM, cây nó hơi cắn hơi trầy nha, vẫn còn bảo hành luôn, vẫn còn bảo hành nha, trầy nhẹ thôi, nói chung là vẫn ổn, giá bán của bên mình là 12 triệu nha, 12 triệu. S21 Ultra 5G. iPhone XR pin 82 quốc tế nha, 5,1 triệu XR nha. iPhone XR quốc tế pin 82,
64GB nha, máy zin 5.1 triệu. Xiaomi Mi 11T Pro RAM 12 256, 8.2 triệu, máy đẹp 99 nha, Mi 11T Pro. Oppo Reno 5 máy 97 3550 nha, 3.550.000. Reno 5 máy 97 nha, 3.550.000. Vinmax Zoe 4 RAM 4 GB 64, máy đẹp 98 nha, 1.950.000. Zoe 4 RAM 4 GB 64 nha, 1.950.000 thôi, máy chạy nhẹ. Còn máy đẹp keng là 2.150.000 nha, Zoe 4 RAM 3, máy đẹp keng. S21 Ultra 5G 2 SIM, máy thì còn len keng nha, còn khá là đẹp luôn, giá bán là 13 triệu rưỡi nha. S21 Ultra 5G 13 triệu rưỡi, máy còn rất là đẹp. Realme 8, máy đẹp 98 nha, 3.750.000. Realme 8, chạy nhẹ nha, 3.750.000 thôi. Con này là con Realme 7 Pro, RAM 8 128, 3.450.000 nha, Realme 7 Pro, 3.450.000 thôi. Realme 9i mình có hai màu, màu đen và màu xanh nha, giá bán là 3.850. Realme 9i nha, RAM 6GB. Realme C21i nha, RAM 4GB, 2.500.000. C21i RAM 4 nha, 2.500.000. Mấy cây này thì nói chung là pin rất là trâu luôn, pin toàn 6.000 không nha. Realme C21i RAM 3GB, 2.300.000 nha, RAM 3GB là 2.300.000 thôi. C21i con này nứt kính cam nha, nứt kính cam, giá bán là 1.900.000, 1.850.000 thôi. Realme C21i 1.850.000. Con này Realme C35 nha, RAM 4 GB 64, 2.800.000. C35 2.800.000 nha. Realme C21i RAM 4 GB 64, 2.500.000. Con này là con Realme C3 nha, RAM 3 GB 32, 1.850.000. Realme C3 máy đẹp nha, 1.850.000. Con này là con Realme 7i RAM 8 128, máy đẹp nha, Realme 7i. Con này giá bán của bên mình là 3.100.000 nha, Realme 7i 8 128, máy chạy nhẹ, 3.100.000. Realme GT Neo 2T 8128 máy 99, 5.150.000 nha, GT Neo 2T. Con này là con Realme C25i, giá bán của bên mình là 2.700.000 nha, C25i 2.700.000 thôi. Realme 7i máy thì còn rất là keng luôn nha, máy keng 3.200.000. Realme 7i nha, máy đẹp 3.200.000. Redmi 10C RAM 4 GB 64, 2.400.000 full box nha, Redmi 10C 4 GB 64 nha, 2.400.000, máy còn khá đẹp. Tecno Bova 2 RAM 4 GB 64, 2.850.000 nha, máy còn khá đẹp luôn nha. Tecno Bova 2 con này thì nói chung là pin 7.000, màn hình là 6.8, độ phân giải Full HD nha, pin cực kỳ trâu luôn. Con này là con Samsung A73 5G full box, giá bán là 7.700.000 nha. A73 5G hôm nay full box là 7.700.000, còn máy không có box giá bán là 7.500.000 nha, A73 5G. iPhone 11 64GB, máy đẹp 99% hàng VN, bảo hành tháng 3 2023 luôn nha, màu đen full box, giá bán của bên mình là 9.400.000 nha. Poco F3 giá bán của bên mình là 5.800.000 nha. Poco F3 RAM 6 128, full box là 5.800.000 nha. Poco F3 F3 nha, full box, máy còn đẹp nha. F3 5.800.000 nha. Xiaomi Redmi K40 RAM 8 128, giá bán là full box là 6.000.000, máy trần là 5.800.000 nha. Còn mình có bản RAM 6GB, giá bán của bên mình là 5.600.000. Galaxy 4 nha, con này thì máy RAM 8 128, màn hình nó ám rất là nhẹ luôn nha. Giá bán của bên mình là 6.000.000, Galaxy 4 RAM 8GB. Con này là con Oppo A73 RAM 6 128, viền nó hơi trầy, 2.800.000 nha, A73 2.800.000 thôi.
Con này là con OnePlus Nord 2 5G nha, OnePlus Nord 2 5G. Con này RAM tới 12GB và chạy chip Dimensity là 1200, máy đẹp 99, giá bán là 6,5 triệu nha, Nord 2 5G. Vivo Y15s RAM 3 bộ nhớ trong 32, 2.250.000 nha, Vivo Y15s. K40 nha, con này RAM 8 128, 5.8 triệu, Redmi K40. K40 thì chạy chip Snapdragon là 870 nha. Máy đẹp keng 99. Oppo Reno 7 5G nha. RAM 8 128 7,5 triệu, Reno 7 5G. Oppo A95. Con này giá bán là 3.950.000 nha, A95 máy đẹp 3.950.000. Oppo Reno 7Z 5G nha, đây. Máy đẹp 99, giá bán là 6,4 triệu, còn máy 98 là 5,8 triệu nha, 7Z 5G có hai màu bạc và màu đen luôn. Samsung Note 20 Ultra 5G, màn hình ám nhẹ nha, giá bán là 10 triệu, Note 20 Ultra 5G nha. Màn hình ám rất là nhẹ luôn, chỉ có bán với giá là 10 triệu thôi. Vivo, con này là Y50, RAM 8 128, máy chạy nhẹ nha, Vivo Y50, 2.850.000. Xiaomi Redmi Note 10S nha, RAM 8GB, giá bán là 3.750, Note 10S nha, 3.750.000. Note 20 Ultra 5G, máy đẹp 99, giá bán là 11.500.000 nha, Note 20 Ultra 5G, máy đẹp 99. Con này là con Bphone A40, RAM 4 64, máy keng 99, Bphone nha, giá bán là 2.700.000. Con này là con Realme C17, 2.850.000 nha, Realme C17, máy trời nhẹ 2.850.000 thôi. Samsung S20 FE, máy đẹp 98 nha, giá bán là 7 triệu, RAM 8 256 và chạy chip Snapdragon 865. Xiaomi Mi 11T, RAM 8 256, đẹp Play New, 6,2 triệu nha, Mi 11T. Con này thì được cái là màn hình OLED, camera là 108 chấm và chạy chip Dimensity 1200 nha. Mi 11T 6,2 triệu cho bản 256GB. Poco M3 Pro, RAM 6 128, máy đẹp 98 nha, 3,4 triệu. M3 Pro, máy đẹp 98, có trầy nhẹ nha. Con M3 Pro này nó có hỗ trợ 5G nha mọi người, M3 Pro 5G. Con này Xiaomi Redmi 10, RAM 6 128, màn hình 97, 3 triệu nha. Màn hình có trầy nhẹ dăm dăm nha, 3 triệu, Redmi 10. Con này thì camera là tới 50 chấm nha. Xiaomi Mi 10T Pro 5G, RAM 8 256, ngoại hình keng 99, 5,8 triệu. Mi 10T Pro nha. Con này thì ngoại hình còn rất là đẹp, hàng chính hãng và chạy chip Snapdragon là 865 nha. Mi 10T Pro 5G. Xiaomi Redmi 10C, RAM 4 64, máy keng 99, 2.350.000 nha, Redmi 10C. Xiaomi Redmi Note 9S nha, Note 9S, giá bán của bên mình là 3.250.000, màu trắng, RAM 6 128GB nha, Note 9S. Redmi Note 9 Pro, RAM 6 64, 3.450 nha, Note 9 Pro, 3.450.000 thôi. Màu xanh rất là đẹp nha, 3.450.000, Note 9 Pro, Note 9S. Cây này RAM 6 128, 3.250.000. Xiaomi 12, RAM 8 128, còn hình sách tay nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1, camera 50 chấm, màn hình cong nha. Mi 12, giá bán là 9,4 triệu, máy thì còn như mới, không chạy xước. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha, 5 triệu, Mi 11 Lite 5G Ne nha, 5 triệu. Màu đen, 5 triệu luôn nha. RAM 8 128, 8128, 5 triệu nha mọi người, Mi 11 Lite 5G Ne, 5 triệu, con này chạy chip Snapdragon nha. Xiaomi Redmi Note 10 5G, RAM 4 128, máy đẹp 98 nha, 3.250.000, Note 10 5G.
Xiaomi Redmi Note 10, RAM 4GB 64, máy đẹp 98 nha. Note 10 giá bán là 3 triệu nha. Con này được cái màn hình OLED có chống nước nha. Con này thì hơi trầy 2,9 triệu. Note 10 RAM 4GB 64, 2,9 triệu. Note 10 5G RAM 8GB giá bán là 3,550 nha. Note 10 5G 3,550,000. Xiaomi Mi 11T 8128, 6 triệu, máy đẹp nha. Con này hơi trầy nhẹ nha mọi người, Mi 11T hơi trầy nhẹ, trầy tí thôi, 5 triệu 8. RAM là 8GB, bộ nhớ 128. 5 triệu 8 nha, máy trầy nhẹ là 5 triệu 8. Máy Ken 6 triệu, Mi 11T. Xiaomi Mi 11 Lite, máy đẹp 99 nha. 4 triệu 2, Mi 11 Lite. Mình có những cái cây này chưa xài tới luôn nha. Chưa xài luôn nha. Chỉ có khui ra thôi, không có mà... khui ra thôi chưa có động tới. Cây này giá bán của bên mình là 4 triệu 4, Mi 11 Lite nha. Máy chưa xài là 4 triệu 4, máy xài rồi là 4 triệu 2. Xiaomi Mi 11. Con này RAM 8256 nha, chạy chip Snapdragon là 888, máy trầy nhẹ, hàng này là hàng chính hãng nha, chỉ có 8 triệu thôi. Bên mình thì hỗ trợ cáp sạc Samsung 15W nha mọi người. Con này là bản RAM 8128 sách tay Mi 11, giá bán là 7750. Mi 11 thì được cái là camera là 108 chấm màn hình cong nha. Máy 98 là 8 triệu, còn máy Ken không vít xài thì giá bán là 8 triệu rưỡi nha. Mi 11 hàng chính hãng, RAM 8256, đất tay là 7750. Xiaomi Mi 10T Lite 5G, con này camera sau nó có nước một đường. Đó, rất là khó thấy nha, một đường nhỏ nè. Con này chạy chip Snapdragon là 750, camera của nó là 48 chấm nha mọi người. Mi 10T Lite 5G, nói chung là ngoại hình tầm 97, giá bán của bên mình cây này chỉ có 3,4 triệu thôi. Mi 10T Lite 5G nha. Xiaomi Redmi 10 6128, máy đẹp 98%, 3,250,000 nha. Redmi 10 Xiaomi Redmi 9C 2350, RAM 4128, máy Ken 99 nha. Hôm nay mình giảm giá còn 2,150,000. Redmi 9C RAM 4128, 2,150,000. Máy còn rất là đẹp luôn. Mình có con này RAM 3GB 64, giá bán là 1,9 triệu nha. Redmi 9C. Xiaomi Mi 10T Lite 5G nha, RAM 6128, máy đẹp 98, 3,950,000. Mi 10T Lite 5G. Xiaomi Redmi K40 bản RAM 8128, máy đẹp Ken nha, 5,850,000. Redmi K40. Poco X3 NFC nha, Poco X3 3,250, máy trầy nhẹ nha. Poco X3. Xiaomi Redmi K50 Gaming nha, con này thì chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1, máy thì đẹp Ken 99 nha. Con này nói chung là cấu hình cực kỳ khủng, mạnh nhất hiện tại luôn, giá bán là 8,350,000 nha. Anh em là chiến game thì mua nó thì sử dụng màn hình OLED. Xiaomi Redmi 9 nha, chưa có tiếng Việt, RAM 4GB 64, giá bán là 2,050,000 nha. Redmi 9 2,050,000 thôi. Máy sách tay chưa có tiếng Việt nha mọi người. Poco F3 RAM 6128, máy đẹp 98% nha. Giá bán của bên mình là 5,950,000. Poco F3 5950 nha. Máy đẹp Ken luôn nha, 5950 Poco F3. Poco F3 là máy chính hãng nha, sách tay sẽ là K40.
Con này là con Redmi K40 Pro, RAM 8256 nha, K40 Pro, chạy chip Snapdragon là 888, máy xách tay chưa tiếng Việt. Giá bán là 6.750.000 nha, Redmi K40 Pro. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha. Note 11 Pro. Con này là Note 11 Pro 5G, máy đẹp keng 99, RAM là 8128 nha, hàng chính hãng Note 11 Pro, 5.500.000. Note 11 Pro 4G giá bán là 5 triệu nha, máy đẹp keng 99. Note 11 Pro. Màu bạc nha. Màu bạc, mình có đủ 3 màu, màu bạc, màu xanh và màu đen. Note 11 Pro nha. Poco X3 NFC, RAM 6128, máy này còn tương đối đẹp. 3.350.000. Xiaomi Redmi Note 11 nha, RAM 4GB 64, 2.900.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 11S nha, 8128, 4.200.000, màu trắng, máy đẹp. Xiaomi, con này Mi 10, RAM 8128, 5.800.000 nha, Mi 10. Mi 10 này nó hơi trầy, con này chạy chip Snapdragon là 865. Note 11 nha, 2.900.000. Con này là con Xiaomi Mi 12, Mi 12 nha, con này hàng chính hãng, RAM 8256, giá bán của bên mình là 10.650.000 nha. Mi 12 hàng công ty, RAM 8256, bảo hành tới tháng 5 2024 nha, bảo hành khá là dài nữa, gần 2 năm nữa nha. Samsung A52, con này RAM 8128, ngoài hơi trầy nha. A52 giá bán là 4.800.000 nha mọi người. Máy này đẹp 97.8 thôi, có trầy nhẹ nha. Samsung Galaxy A52, hàng chính hãng, hơi trầy nhẹ nha, Galaxy A52. Samsung M53 5G, RAM 8256, ngoại hình 99, bảo hành tới tháng 6 2023 nha. M53 5G, con này camera rất là đẹp, còn siêu viền luôn nha, còn dáng luôn nè. Máy rất là mới luôn, giá bán là 7.400.000. M53 5G. Samsung S21 FE 5G 2 SIM. Con này thì màn hình nó hơi trầy, RAM thì 8GB nha, đã có dán mặt mặt trước rồi. Nói chung thì máy còn bảo hành dài tháng 4 2023. Giá bán chỉ có 7.200.000 thôi. S21 FE 5G, RAM 8128. Samsung A52s 5G nha, con này thì nó hơi trầy, đây nó hơi trầy xíu, giá bán là 4.750.000. A52s 5G, anh em nào mà mình ít tiền hơn xíu thì mình mua cái vỏ trầy một tí nha. Nói chung thì máy vẫn là nguyên zin, mình vẫn bảo hành cho mọi người đầy đủ. Con này Samsung Galaxy Note 10 5G, RAM 12 thì nhớ 256, giá bán chỉ có 4.750.000 nha. Note 10 5G, máy hành động thì nó hơi trầy, 4.750.000 Note 10 5G nha. Samsung A32, con này lưng nắp lưng nó hơi trầy, giá bán là 3.350.000. A32 nha, RAM 6128, màn hình thì đẹp không trầy xước nha, chỉ vỏ nó hơi trầy tí thôi. A32. Samsung Galaxy Note 10 5G, RAM 12 bộ nhớ 256, máy ngoại hình 97 nha, cũng có hơi trầy, giá bán thì chỉ có 4.650.000 nha mọi người. Màn hình đẹp không ám ảnh, Note 10 5G nha, chúng ta mình bán giá khá là tốt luôn. Samsung S20 FE, RAM 6128GB, con này bản 2 SIM, máy thì đẹp keng 99 nha. S20 FE giá bán chỉ có 5.950.000 nha. S20 FE, RAM 6128, bản 2 SIM vật lý, máy thì ngoài hình keng không trầy xước luôn nha, 5.950.000 thôi. Samsung A52 5G, con này máy đẹp 98 nha, có trầy nhẹ, giá bán chỉ có 4.800.000 thôi. A52 5G, máy thì còn tương đối đẹp nha. Samsung A32 RAM 6128, máy đẹp 98 nha, 3.750.000 A32. Samsung S21 LED 2 SIM, RAM 8128, 10.500.000 nha, máy còn khá là đẹp, tầm 98 nha,
S20 Plus bản chính hãng, hai sim hợp lý. S21 5G, hai sim. 7.850.000. Con này ngoại hình nó hơi trầy, đây nó hơi trầy. 7.850.000, cũng hàng chính hãng nha, máy hơi trầy. S21 Plus 10.500.000, máy đẹp nha. S21 Plus 5G. Samsung S20 FE, RAM 6128. Con này màn hình lưu ảnh rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn nha. Con này chạy chip Snapdragon là 865. Rất là nhẹ luôn, máy thì còn đẹp ken 99, giá bán chỉ có 5.400.000. S20 FE 5G, RAM 6128 bản hàng. Samsung A52, RAM 8128, ngoại hình tổng thể trầy nhẹ nha, tầm 98, 4.600.000. S20 FE 5G, RAM 6128 bản Hàn Quốc, chạy chip Snapdragon là 865 nha, giá bán chỉ có 5.800.000, đẹp ken. Samsung Galaxy S20 5G, RAM 12, máy đẹp ken 99, 5.800.000 nha. S20 Samsung A22, RAM 6128, máy đẹp ken luôn, hàng chính hãng nha. A22 3.500.000. Samsung A73 5G, RAM 8128, bảo hành tới tháng 4 2023, hàng chính hãng nha, máy thì còn siêu viền luôn, đẹp như mới luôn nha. 7.600.000 A73 5G. S20 FE 2 sim, hàng chính hãng nha, con này RAM 8256, máy hơi trầy, giá bán chỉ có 7.000.000 thôi. S20 FE 7.000.000 nha, 7.000.000, máy hơi trầy tí. Bản chính hãng nha, 2 sim, RAM 8256 và chạy chip Snapdragon là 865. Con này là Note 10 5G, RAM 12GB, 5.150.000, máy đẹp 98 nha, Galaxy Note 10 5G. Samsung S20 LED 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB, máy đẹp 98, 6.450.000. S20 LED 5G nha, con này chạy chip Snapdragon là 865 cộng RAM 12, bộ nhớ là 256GB, màu xám. Mình bán đồng giá với nhau nha, 6.450.000. S20 LED 5G. Samsung A73 5G màu xám luôn, bảo hành tháng 4 2023, 7.600.000 nha. Note 20 Ultra, hàng chính hãng, RAM 8256, máy đẹp 99, còn rất là ken, giá bán là 12.000.000. Note 20 Ultra. Samsung Note 10 Lite, con này màn hình nó ám nhẹ nha, 3.850.000 thôi. Note 10 Lite vì nó cũng hơi trầy, 3.850.000 nha. Samsung Note 10 Lite. Note 20 Ultra 5G 11.500.000, máy đẹp nha. Note 20 Ultra 5G bản hàng, RAM 12 bộ nhớ 256 nha, máy đẹp 99, 11.500.000. Samsung Galaxy Z Fold 3 nha, con này từ hàng chính hãng, còn bảo hành nha, full box luôn. Z Fold 3 ngoài nó hơi trầy xíu nha, hơi trầy dưới so sẽ ướp. Fold 3 nha. Trầy nhẹ xíu nha mọi người, đây màn gỡ ra rất là to đẹp luôn. Z Fold 3 giá bán là 20.500.000 nha, Galaxy Z Fold 3 full box 20.500.000, hàng chính hãng nha. iPhone 11 Pro Max 64GB, con này pin 100, máy đẹp 98, 12.500.000 nha, màu xanh. 11 Pro Max iPhone 12 Pro, con này thì bản hàng 256GB, pin 87, ngoài nó hơi trầy nha, hơi trầy ron này, tầm 97 thôi. 12 Pro 256GB, 16.000.000. iPhone 13 Pro Max 128GB, pin 96, hàng Việt Nam nha, vẫn còn bảo hành, máy đẹp 98, 23.850.000. 11 Pro Max lock chưa fit sim nha, 9.000.000 thôi, mình giảm giá còn 9.000.000, màu xanh. Con này pin còn có 88 nha.
iPhone 12 Pro hàng Việt Nam 128GB pin 84, giá thì chỉ có 14 năm nguyên zin nha, 12 Pro. iPhone 11 Pro 64GB pin 100, máy đẹp 98, 9,2 triệu. 11 Pro nha. 13 Pro Max pin 97, 128, máy đẹp 99, màu xanh, 23,950 triệu. 12 Pro pin thì còn 90, 128GB, hàng Việt Nam 15,7 triệu nha, máy đẹp 98, có trang nhẹ. 11 Pro con này thì 64GB pin 96, 9,3 triệu. iPhone 12 hàng Việt Nam 64GB pin 83 nha, máy thì còn đẹp keng luôn, 11 triệu. Mình còn một cái iPhone 11 hàng Việt Nam bảo hành tháng 2 2023, 9,2 triệu nha, 9,2 triệu thôi, máy thì không vết trầy. iPhone 11 hàng Việt Nam vẫn còn bảo hành nha. Winmax Aris RAM 6GB là 32, 8GB là 33. Winmax Activa RAM 4GB 2,250 triệu, máy kèn 99 nha, RAM 6GB 2,350 triệu, kia là 100k thôi. Winmax Zoi 4 RAM 3 bộ nhớ 164, máy đẹp 2,2 triệu nha, 2,150 triệu thôi, 2,150 triệu. Winmax Aris nha, màu xanh, RAM 8GB 33, màu xanh lục bảo nha, RAM 6GB 32. Aris Pro nha, 8128, 3,5 triệu. Aris Pro nha. Con này con Motorola One 5G ICM, máy đẹp 99. Con này chạy chip Snapdragon là 750, giá bán là 3,350 triệu. Nokia 3.4 2150 nha, RAM 4 GB 64, 3.4 nha, 2,150 triệu. Samsung M32 8128, máy đẹp 98, 3,6 triệu. M32 con này là con S21 FE 5G, màn hình nó hơi trầy, RAM 8GB nha, giá bán thì chỉ có 7,2 triệu, còn bảo hành tháng 4 2023, bảo hành rất là dài. Vivo Y53s nha, RAM 8128, máy đẹp 99, 4,150. Samsung S20 FE, máy đẹp 99, bản 2 SIM, hàng chính hãng nha, 8128, 7 triệu. Oppo Reno 6Z 5G, 8128, máy đẹp 99, 4,4 triệu. Máy thì nó tầm 98, nó hơi trầy mặt lưng thì giá 4,150 nha. Samsung A52, con này thì giá bán của bên mình là 4 triệu. A52, RAM 8128, cái vỏ lưng này nó hơi bị cắn nè. Vivo Samsung S21 5G, máy đẹp 98%, 8,750 triệu nha, hàng công ty 2 SIM. S20 LED nha, con này thì 2 SIM, 10 triệu nha, máy trầy nhẹ 10 triệu. Samsung A52 4,8 triệu nha, A52. Vivo V20 8128, 3,8 triệu nha, máy trầy nhẹ tầm 98 thôi, 3,8 triệu. V20 rồi, anh em nào có video cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình nào.